nhà lãnh đạo tôn giáo tại Thánh Địa kêu gọi thế giới tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong một tuyên bố chung được công bố hôm thứ Năm 11 tháng 11 2021, Tổng thống Isaac Herzog của Do Thái và đại diện của tất cả các tôn giáo ở Israel, bao gồm Giáo hội Công giáo, kêu gọi nhiều người trên thế giới tiêm vaccine ngừa COVID-19. Các vị nói rằng các loại vaccine đã được phê duyệt là công cụ an toàn và hiệu quả trong việc chống lại COVID-19. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo, Do Thái, Kitô giáo, Druze và Baha'i, bao gồm Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pisabala, Thượng phụ Latin của Jerusalem, và Đức Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp Joseph Mata của Acre, Haifa, Nazareth và Galilee, đã được mời đến dinh Tổng thống ở Jerusalem để thảo luận về tình hình virus corona và để khuyến khích các tín đồ thuộc các truyền thống của họ tiêm vaccine. Tuyên bố chung viết rằng, cùng với những lời cầu nguyện với đấng toàn năng, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Các vaccine được cấp phép đã được các cơ quan quản lý chuyên môn quan trọng nhất trên thế giới phê duyệt, có hiệu quả cao và an toàn, được chứng minh bởi số lượng hơn 3 tỷ người được tiêm chủng trên toàn thế giới và đã dẫn đến việc giảm đáng kể các ca nhiễm COVID-19. Sự thánh thiên của sự sống. Các vị lãnh đạo tôn giáo lập luận rằng sự thánh thiên của sự sống là giá trị tối cao đối với các tôn giáo và việc cứu mạng sống của bất kỳ người nào. Tất cả được tạo ra theo hình ảnh của Chúa, là nghĩa vụ tôn giáo lớn nhất của tất cả mọi người. Các ngài cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng mà tôn giáo có thể có trong việc mang lại sự ổn định, an ủi, hướng dẫn và hy vọng cho các tín đồ và các cộng đồng. Các tôn giáo phải dấn thân xóa bỏ dịch bệnh, bảo vệ và thánh hóa món quà sự sống và sức khỏe, quan tâm đến các nước không có đủ vaccine, đồng thời tuyên bố cũng kêu gọi quan tâm nhiều hơn đến các nước đang phát triển. Những nước không thể có đủ vaccine cho dân của họ do các vấn đề kinh tế và hậu cần. Với tư cách là các nhà lãnh đạo tôn giáo, các vị tái khẳng định sự dấn thân của mình trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và tuyên bố cởi mở với bất kỳ sáng kiến nào về hỗ trợ y tế và tư vấn chuyên môn và tôn giáo, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và liên tôn trong cuộc chiến chống lại virus.